Và thế nếu mà người ta bị cộng sự giúp của mình à, và Ừ, chả đặt tiền thế. và mình nghĩ cộng Không có gì đây cả đâu mình bạn đến ơi, không có gì cả đâu. đây Không có gì cả đâu bạn ơi. đừng đừng có No, mình đến đây mình no, đến no, đây mình no, cộng đây no. đây anh thấy được rồi. Wow, một vậy à, No, no. What the hell gì vậy bạn? Cái này là phần thưởng xứng đáng cho mình mà bạn. Và mình cũng đã có được một cái giáp chống nổ. Trang bị tạm ổn để đi săn anh em ạ. Thế cậu có giảm thanh à? đấy mình không có Tưởng có mình vứt chỉ mình có giảm thanh đi bạn. mình vẫn được vào lòng ngồi này cậu ơi nhắn đi cậu Thôi, tại vì mình có cậu đồng không biết hai chơi rồi. Cậu có giảm thanh vứt cho mình nhá. thôi dùng dùng lòng ngồi đi cậu dùng lòng ngồi tốt hơn anh Thôi. cao tuyển mạng Thôi thôi bạn ơi. Anh biết chơi auto headshot không em ơi? Dăm ba cái thủ thuật chơi game anh thấy là nó làm xấu game, nó không hay tí nào em ạ. Thực ra cái trò đấy thì mình chẳng lạ lẫm gì cả. Các bạn chỉ cần gọi là đứng lên ngồi xuống này, bật ống ngắm lên và đứng lên bắn thôi. Thì cái tỷ lệ headshot của nó là rơi vào tầm khoảng là 50% anh em ạ, không đến 90 đâu. Tại vì là ông có bắn không hụt không cao nữa, tôi đã đâu test thử rồi. Kiểu kiểu như là ông bắn hụt à đấy. à có xe Ông bắn hụt mà là ông headshot. Được chưa? Bạn tôi còn sống không vậy? Bạn tôi còn sống không vậy? Hello bạn ơi, bạn còn sống không vậy? mình vừa làm pha là xe siêu hảo diệu các bạn Pha là xe siêu siêu giả rách hả bạn? Từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi đây. Mình đang muốn kiếm thêm mạng rồi đã. Hey, người đâu? mình ổn mà Ồ, cái đậu mình xanh. vừa làm qua quả là xe giữa xe là quả lật ảo vãi Uầy, trường cái đậu luôn xanh. cậu Chết nhé đâu em ơi. Thằng bé á, mình vừa câu một clip vào trong và đậu xanh. Làm gì vậy hả? Thằng kia. À mày hay lắm. nó đây chưa Mày hay lắm, thằng kia. Mày chạy được à? wow cậu Mày đang chạy được à? wow Wow cái gì? Mình mới được có 4 kim mà thôi bạn ơi. wow Kìa à kìa, ui thằng nào chiếc thằng K98 nào kìa. Sát thủ suýt vỡ đầu. đấy vỡ đầu Nào mà chạy đâu. Nào mà chạy đâu. Ok, đã bị ui nốc. Đã bị nốc và chuẩn bị xích kẹo có thêm được mạng thứ 5. Các bạn hãy cùng theo dõi. Để có nào. Kìa kìa. Ok. Thật sự để mà nói là trận đấu này khá là căng thẳng anh em ạ. Ôi bạn ơi, cái đậu xanh. Không ngờ đang còn thằng bạn nào nữa. Không bạn ơi, không bạn ơi. Không bạn ơi, không bạn ơi. No, 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 no. Don't shoot. Don't shoot và mình sẽ không cần là cậu bắn ở trong cái tình huống này. Mình sẽ vào trong nhà cái đã. Liên tiếp, nối tiếp những cái nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. đang bắn đồ đi cậu Ok, đi ok. lên đồ mình sửa xong thằng cái Anh đấy em đã thấy căng chưa ạ? Riêng tôi là thấy trận đấu này khá là căng thẳng. Nó căng thẳng từ đầu trận đến tận bây giờ luôn. Khi mà cả hai thành viên của đội tôi với lại sát thủ là đều có thích là ham ăn mạng cả. Tranh nhau mạng, giành giật nhau mạng. Như kiểu là giành giật sự sống vậy. Cậu quần què, ok, sĩ kẹo đang chém gió. Chạy đi không? Mình sẽ vứt cái nòng 2 đi. Và thay vào đó là mình sẽ trang bị cái nòng 3 bạn ạ. Mình đâu trang bị nòng 1 đâu. Thôi bạn. Trang bị nòng 3 để sấy cho nó gắt ông ạ. không đi lên này. Thế thì bạn đi bộ đi. Ô bạn bị bay à? Bye bye. Goodbye, see you again later. Hoàng Anh thì bạn ấy lại không có like bên No No Like nha mọi người. Sao livestream muộn thế anh? Bình thường là anh vẫn like giờ này mà em. Hôm nay thì mình sẽ livestream đến 12 giờ nha các bạn ơi. Ê, có thằng, có thằng. Sĩ kẹo, im lặng. Bài không? Ui, được xong hai thằng. Sĩ kẹo im lặng. Uầy, cứu cứu. Wow. Đâu? Cứu cứu. Nó được băng, chạy vào trong này. Cứu được rồi, cứu được rồi. Yên tâm. Một đứa sau nhà, một đứa sau cây thông.
Mà sao chúng nó bắn ghê vậy? Làm phát kiểu hack xong mình luôn. Như này mình cũng chịu. Sao bạn? Thằng kia. Mày hay lắm. Mày hay lắm. Mày hay lắm. Ok nó một. Chúng mày máu trâu à? Tưởng máu trâu mà hay à? Ôi thằng bé đẩy lên luôn cả. Tắt à nha. Kiểu chúng nó chơi theo chiến thuật là dân đông kích tây không ạ? Em có thằng chạy xe ấy. Thằng kia đứng lại nhanh. Mày chạy xe à? Đứng lại em. Ơ cái đậu xanh nó chạy xuống phía dưới rồi, nhanh thế. Nhanh thế nhỉ? Xuống xe mời, xuống xe mời, xuống xe mời, xuống xe mời, xuống xe mời. Đã nổ xe. Nhưng mà mất dấu rồi. Không thấy người ấy. Chắc là nó đã chạy vào trong anh em ạ. Ok ok ông ơi. Vẫn đang soi ở phía dưới. Ok mình đã có được mạng thứ 7. Bây giờ cứ lên trên loot xác tạm cái đã. Auto hack sau đấy anh. Thật ra mình cũng biết nhưng mà đã bảo rồi mình không thích chơi những cái thủ thuật đấy anh em ạ. Vì là mình thấy là nó không hay một tí nào luôn. Riêng mình ấy là mình không chơi kiểu đấy anh em ạ. Mình thì lại có một cái phong cách chơi đó là chơi gà nhưng vẫn hổ báo. Đấy, quan trọng là như vậy thôi. Nó là cái phong cách chơi của mình. Cũng đâu có quan trọng đâu. Nên là tất cả trong những cái trận đấu anh em luôn thấy là mình sẽ liên tục di chuyển. Ông ngáo của mình sẽ là nếu mà chơi format ấy, mình sẽ chơi theo kiểu là bắn nhấp, chứ mình không nhấp nhả ống ngắm tại vì nó rất là nhức mắt người xem. Nên là các bạn đừng hỏi mình sẽ là phải giống như người này người nọ. Mình không thích, mình chỉ đơn giản là mình thích cách chơi của mình thôi. Hello, chào mọi người nha. Cảm ơn 1116 bạn đang xem live trên kênh của Kẹo nhé. Các bạn nhớ yêu thích video, à đâu, yêu thích live stream bằng cách là các bạn sẽ nhấp liên tục vào giữa màn hình. Và nhớ là cho mình một chia sẻ nha, cảm ơn tất cả anh em. Và đặc biệt có một điều quan trọng ở team của mình là top hay không, không quan trọng. Quan trọng là phải nhiều kill. Nên là các bạn đừng hỏi tại sao mà team của mình rất là ham mạng. Ok ok đổi xe. Xe đang còn full giáp anh em ạ. Khá là ngon. Ui. Tông nó ông ơi. Ok xong một đứa. Thằng bạn nó nữa ở trong. Biết rồi. Tôi nghĩ thằng bạn nó thôi. Đâu đâu. Chạy xuống phía dưới à. Nhanh vậy. Thằng này nó chạy nhanh vậy. Ui, nhanh vậy. Ok, xin kẹo đã ăn được. Anh em đã thấy được là có những cái pha tranh mạng cực gắt của team xin kẹo chưa? Đổi thành KS team đi anh. Không không em ơi. Thật ra đặt SK team là nó có kiểu như là nó có tên gọi cả đấy anh em ạ. Nhưng mà mình lại thích đặt theo kiểu là tên của tiếng Trung Quốc cơ. Kiểu chữ viết Trung Quốc là người ta sẽ viết từ bên phải sang. Đấy nên là anh em sẽ đọc ngược lại là KS team. Đấy là ý nghĩa của team anh em ạ. Được chưa? Ngoài ra thì nó còn trùng với tên của mình đã là Sĩ Kẹo. Nó là cái quân đoàn do mình lập ra anh em ạ. Gấu vào hả em? Ok các bạn bật 1080p ấy, thì các bạn phải tải cái app NonoLive về. Các bạn xem trên trong web sẽ không bật được 1080p nha. Em bắt chiếc phong cách chơi của SK Team từ Kim Cơ 1.
xuống vàng. Gắt quá cơ anh em. Tôi không thể nhịn được cười. Thật ra thì mình cái chuyện mà xuống vàng lên bạch kim là chuyện bình thường. Phong cách chơi mà cả team chỉ cần ăn mạng và không bao giờ quan tâm đến cái vấn đề gọi là được top mấy. Giống như kiểu là vui chơi có thưởng anh em ạ. Đứa nào lại comment kia? Anh buôn ma túy đá, what the hell? Sao mấy ông cứ thích kiểu như là chọc cười tôi vậy? Đùa anh em ạ, buồn cười quá cơ. Thế rồi ông ạ, thằng này nó chạy ra ngoài bò. Tông nó, easy game ông ạ. Tông nó. Một thằng sao từ băng. Tôi bị bay, I fly. Em mạng, thank you. No. I want kill me. Ôi chết mẹ. Chết mẹ rồi nha em ơi. Mình đã cố gắng sấy nhưng mà lại không thể ăn được mạng từ sát thủ. Này sát thủ ơi, mấy kill rồi bạn? Mấy? Nói thẳng 9 mà bằng à? Nó hơn tôi 1 kill anh em ạ. À, bạn hay lắm. Ok fine. No, no bằng mạng. Ok fine. Và ok các bạn có thể thấy được rằng là trong cái ván đấu này còn lại là bao nhiêu đây? 3 người chơi nữa. Hello bạn ơi, đổi xe bạn ơi, xe mới. Đây bạn. Trận này lại top 1 nữa rồi nha em ơi. Không top 1 chắc nghỉ game. Nghỉ game thật chứ chẳng đùa anh em ạ. Thật luôn ấy. Ván này là tôi không đùa với anh em luôn. Theo như cái phân tích của tôi và cũng như là phân tích của các bạn thì các bạn có thể thấy được rằng là ba đứa còn lại sẽ là hai đứa chung một team với nhau và một đứa đi lẻ. Không phải đi lẻ mà là đồng đội của nó chết rồi. Đấy. Ai bảo vệ ông vậy? Ba đứa khác team là ít xảy ra lắm ông ạ, tôi thề luôn. Theo cái phán đoán kinh nghiệm chơi game của mình là mấy nghìn trận rồi mình không nhớ nữa nhưng mà được mấy nghìn trận rồi anh em ạ. Lâu rồi mình cũng không có vào xem thông số trận mình chơi ấy. Chơi đồ ngoài. Ok nó 1. Clear được luôn. Ok bạn ơi. Đậu xanh. Ui. Help me. Mình sấy căng quá bạn ạ. Cứu đi. Còn có một đứa thôi mà. Ừ. Đã bảo với anh em rồi. Tiêm máu cho nhanh hả? Gỡ xe đi, phá tấm băng đi ngoài. Phá tấm băng cái gỡ con xe để đi. Ok đi. Let's go. Cuối cùng đang ở đâu? Mạng này sẽ phân chia giữa sĩ kẹo và sát thủ. Ai sẽ là người cứu mạng thứ 10? Thôi xong cái đậu xanh. Không thể tin được nó lại ngồi gốc cây anh em ạ. Chịu thua luôn. Ok. Và sát thủ nó hơn mình tận 2 kill cơ, như vậy là nó nói dối anh em ạ.